Tiếp tục cái công việc hàng ngày nữa nha cả nhà. Thì Tấn có chia sẻ nhiều cái video rồi, thì đây là cái vàng khổ qua với cái vàng bí nha. Hồi trước là trồng nửa khổ qua nửa bí, thì mình phá mình giữ lại vàng này. Đấy, mọi người nhìn thấy ở trên cước nóc còn nguyên nha, vàng cây còn nguyên để mình sử dụng lại, mình trồng, tính là trồng mướp ngọt nha cả nhà, nhưng mà trồng thêm dưa leo, coi như là trồng dưa leo với mướp ngọt luôn. Thì bây giờ chia sẻ với mọi người coi cái là sử dụng lại, mình phá bí rồi mình trồng luôn nha, cây nó lên sẽ như thế nào nha, mướp hương với lại dưa leo nó phát triển như thế nào, chia sẻ cả nhà xem để cả nhà tham khảo nha. Thì mấy cái ở ngoài này là nó đầu vè nha, nó có cái hàng cây nó cớm mà nó lên không được điều nè, mọi người thấy nè. Bây giờ Tấn sẽ đi lừa lừa vào trong quay cho mọi người xem, dàn lưới dàn nóc ở trên là mọi người thấy là giữ lại nguyên hết nè. Đấy, để cưới lướt nóc, tại vì mình không có làm mới, mình giữ lại cái dàn cũ. Phá xong cái là mình banh ra mình xới đất, như cái video trước Tấn chia sẻ đó, là mình phụ kéo lại cái bạc là mình trồng luôn nha cả nhà. Đấy, trồng luôn. Đây cái mớp hương này, mớp hương giống cao sản nó lên. Cái mớp hương này bỏ sao dưa leo 3 ngày nha cả nhà, nhưng mà nay nó lên giọt lên trên này. Nó cần tới nóc nè, dưa leo ở dưới nè. Dưa leo thì giống dưa leo hai mũi tên 1.0 Hunter vậy nha mọi người. Nó đang báo nụ rồi, có hoa đực vàng vàng rồi nè. Đấy. Báo nụ bằng cái tâm nè, báo nụ. Mớp hương nó lên là dưa leo nó cũng lên, nó vẫn có mấy cây chết rùi nha cả nhà. Đất ấy mà, đất mình làm lại luôn mà. Đây nè, nó có mấy cái cây có hiện tượng lạ nữa, bị cháy lá nè mọi người, bị cái bệnh cháy lá này, không biết bệnh cháy lá này gọi bệnh gì nha mọi người. Nó bị chết rùi, thiếu dinh dưỡng, nó cháy lá hay là tháng thư gì, hay là nó bị khuẩn sao nha. Anh em nào biết thì mình giao lưu về cái bệnh đó nha. Mốt hương thì cứ mỗi một cái le anh bỏ hai hộp, cứ theo cái ô le nè, theo cái ô nè. Bên này mình bỏ hộp, qua cây này mình bỏ hộp. Cái này đang trưa nắng nha cái nè, đang quay giữa trưa nắng luôn. Trưa nắng là quay nó rõ ràng luôn. Sáng thì nó bao tươi đẹp, cây gì cũng vậy hết. Buổi trưa nắng là nó phải nắng nóng, nó phải héo rồi. Mộc hương nè, nó có nụ nè cả nhà, để nó ra là nó có nụ liền. Nó ra là nụ, cái đọt trên nó nụ nè. Cây bắp hương nó khỏe hơn cây dưa leo nha mọi người, nó lên là thấy ok hơn, lên mạnh hơn mà nó không có bị chết rù như là cái cây dưa leo nha. Nhưng mà thấy là lên cũng được nha, đất mình làm luôn mà cũng lên nè, mọi người thấy nè, tốt âm tùm nha. Dưa leo nè, dưa leo xanh đẹp nha. Cái này mới xịt ngừa chết rù với lại ngừa đốm mắc cua nè, mọi người thấy ở trên cái lá nó còn tí thuốc nấm nha. Chưa có nha, đang xanh nguyên, chưa có đốm mắc cua hay chưa có gì đâu nha cả nhà. Cây nào khỏe thì đây, nguyên hàng đi cho mọi người xem. Đi rai cho mọi người xem hết. Không có quay, chỗ quay, chỗ không quay. Đây như cây này bị chết rù nè, héo nè. Hàng này bị có 1 cây thôi. Mốt lên, hàng này bị có 1 cây thôi cả nhà. Lên ok nha cả nhà. Tại vì dưa leo thì mình ăn cái tầm nóc xuống thôi, còn cái dàn lưới, cái dàn nóc ở trên này nè, thì bắt buộc mình phải trồng mớp hương cho nó bò lên trên. Chứ mình có cái dàn đó rồi mình trồng mớp hương thì mình ổn nha cả nhà, tại mình có nóc mà. Thấy dưa leo nó báo hoa đực, nó có nụ bằng cây tăm rồi. Mớp hương thì nó đang nở nè, đang báo nè. Cái mớp này nó sẽ trái sớm đó cả nhà. Cái mớp này mớp da xanh nha, mớp da xanh ít gai. Mới này nó thơm lắm. Lên. Đấy. Đấy, lòng thòng lãnh thảnh cái dây cũ khổ qua trước nè. À. Đất phá ra còn cái khúc này không có làm nè. Khúc này để công trình khác làm nha. Đâm ra không có làm. Phá ra làm luôn. Đấy, bên đấy nè. Phá bí ra cái làm luôn nha cả nhà, mà nó còn lên được vậy là cũng ok rồi đúng không? Đây còn trái bí còn đang tươi nguyên, đang nằm nè.
bị bung trà còn lũ khủ làm nè, phá ra không có nghỉ ngơi gì nha, phá làm liền, làm liền để tranh thủ cho nó kịp cái vụ này, để mà kịp trồng chuối mô nha mọi người, cho nó kịp mùa trồng chuối mô, xong cái vụ này là trồng chuối mô nha, tại vì làm hai ba mùa là ghim rồi. À, mấy cái hàng ở dưới thì mình làm bằng cước nha, ở trên này mình làm lưới nha cả nhà, lưới đen nè, lưới đen này thì kéo ra giăng nha, Thắng cũng có chia sẻ nhiều video rồi. Ở trên thì mình cứ cột. Đấy. Cứ hai mắt, mắt thứ ba mình cột vô cái dây đen cái ở trên cái thôi rồi mình ghi ở dưới nha. Ở dưới mình đi một dây cước chân, mình kéo lưới mình căng ra. Chẳng hạn như bên này là cước nè. Đấy, mặt bên này mình giăng cước. Này giăng cước nè. Ở cái nào cước cước, cái nào mình đi lưới mình đi nè. Ở bên này lại lưới nè. Đấy, lưới. Đấy. Đấy, với lại nó có cái bệnh trái lá này nữa nè cả nhà. Ai có cái thuốc gì chuyên gì cái trị cái bệnh trái lá này cho anh em giao lưu nha. Nè, nó trái nó không phải trái hết nha cả nhà. Nó trái nửa lá, nó còn nửa lá nè. Căng vậy chứ, bệnh gì lạ vậy. Lưới nè. Ở trên thì có cước nóc. Mình trồng mốp là chủ yếu cho nó bò nhằn nóc nè. Còn dưa leo thì nó chỉ ăn nhằn dưới thôi nha. Đây nè, mốp. Mốp là lên đều hết nha mọi người. Mốp không có mắt đâu. Mốp không có chết rù, không có gì, xanh từ chân lên. Đẹp, đọt. Đấy, đây mốp nè. Quá ok nè. Nụ nè. Mốp hương. Dưa leo. Đây lưới. Bên nào lưới thì mình làm lưới, bên nào mình hết lưới thì mình giăng cước. Mình thích làm gì mình làm. Ở trên giàn nóc cũng vậy, có người thì cũng kéo lưới, có người thì giăng cước. Tùy theo người, tùy theo nơi. Đây mốp hương nè cả nhà. Đấy. Giống mốp này trái da xanh. Mà cái giống mốp này nó mà khỏe thì nó cũng ăn dai lắm nha, mốp mà. Thì nó ăn dai, đây mốp hơn thì lên 10 cây như 10 nha cả nhà. Này thì mình bắt lên. Có dưa leo á. Dưa leo thì nó nhiều nấm bệnh, cái dưa leo nó hơi yếu. Dưa leo thì nó có mấy cây trái lá đó, nó có quay đó với lâu lâu có cây chết rù. Dưới đất này tại vì cái đất mình sử dụng lại phá biến làm luôn, gọi là làm đất cũ thôi. Còn nếu mà đất mới có cách ly thì dưa leo ok lắm mọi người. Đất mới thì nó khoái dưa leo thì nó khoái đất mới nha. Cái củ củ này thì mình trồng mà khổ qua hay mốp hương thì ok hơn. Thắng quay quay tí để chia sẻ với cả nhà, để cả nhà tham khảo thôi. Cả nhà dòm, cả nhà có làm cái đất như thế này thì cả nhà trồng nha. Đấy, mình tận dụng vàng trên thì mình trồng mốp hương. Dưới thì mình trồng dưa leo. Còn không thì mình trồng lại khổ qua cũng được cả nhà. Dưa leo thì mình phải cho đất nó nghỉ ngơi. Phơi đất chừng một tháng thì làm thì ngon nha mọi người. Làm luôn thì chăm hơi cực. Làm luôn trong hơi cực thật. Dưa leo nó có nụ nè. Đấy. Nụ bự hơn cây tăm rồi. Đấy, với lại anh em mùa này mùa nắng, nghịch mùa này. Trồng dưa leo mùa này là mùa nghịch. Thì anh em có ráp thêm, tưới tay thì vẫn phải tưới nha mọi người. Một ngày tưới một lần. Với mọi người xả cái bét nè. Để làm thêm cái bét táo lớn nè. Treo lên trên cao nha. Đấy. Treo lên khỏi dàn nóc. 6 mét vuông một cái hay 7 mét vuông một cái gì đó. Tùy theo nước cả nhà mạnh hay yếu nha. Để mình bán nước trưa. Mình bán cái nước trưa cho nó giải nhiệt nha. Video ngắn thì vẫn có quay đó, lúc đang bán đó. Còn bây giờ thì chưa nha. Giờ khoảng tiếng đồng hồ nữa mới bán lên, khoảng 1 giờ. Bét nằm trên. Cho nó giải nhiệt. Chứ không chịu nổi nha cả nhà, nắng hốc quá. Ở dưới cái giàn nóc ở trên mọi người nhìn thấy nè. Để cho mốp hương bò lên. Đấy, bét nằm đấy. Cái 6-7 mét vuông diện cái, ăn trước cái nó dây nè. Đấy, mình rải ra về mình bắt rồi mình chia lên. Đấy. Đấy. Ra đây có cái ngã ba như vậy. Đấy. Mình máng lên trên nha mọi người. Đấy, máng lên. Đấy, vậy là ok thôi. Đấy, vậy là nó bán nước tưới thôi, giải nhiệt. Rồi mình lại đi vòng vòng ở đây. Cái ở trong đầu đó thì mình làm cái ngã ba chữ T đó, mình cho lên cổng ngoài này là mình đi một giây, tại vì cái ngoài cùng luống nè, mình cho lên luôn, khỏi phải ngã ba ngã gì hết, tại ra tới ranh rồi, này, đây, thẳng như là mình dạo lên luôn,
quá ok nha cả nhà. Rồi Tấn cũng chia sẻ video vậy thôi, video cũng dài rồi mọi người. Đấy. Có gì để giao lưu mình trao đổi làm thêm nha. Cái này dàn đứng nha mọi người. Nó dàn đứng. Nó là như thế thôi. Chúc đại gia đình luôn thành công.